anh nói đâu. Đeo tay trước đi. Hả? Đeo tay trước đi. Đeo tay trước đi. Được quá ha. Quay quay mới ghê chứ. Của ai? À on way, on way. On way là luôn luôn đó. Mãi mãi á. Yeah. Mãi. À, mãi mãi là forever. Forever. On way là luôn luôn. CL Runner của cô đâu? Cô lấy cái bảng ra rồi. Cô lấy cái bảng ra rồi. Bao nhiêu chục năm rồi mới gặp với cô đó. Yes. Ê, quay lại, quay lại, quay lại. Quay lại, quay lại. Dạ. À, ủa nhưng mà anh có đem ra không anh? Hả? Cô có đem mẫu này ra đúng không? Không, làm sao đem mẫu không đi được. Mẫu bệnh lên người anh Minh rồi. Đây. Còn đương là có siêu lên đường bằng chuối à. Lại lấy anh chị ơi, top 48 được tặng máy xay sinh tố, top 50 được tặng máy xay sinh tố. Ồ, nhưng mà em có liên hệ cái vụ người cao tuổi không? Người cao tuổi có nguy cơ cao là được giải nhất. Đó. Một nguy cơ nha. Xong rồi. Giải chạy sự hỗ trợ chuyên môn từ Liên đoàn Điền Kinh thành phố. Điểm đến đáng tin cậy. Cô báo thanh niên. Đơn vị tổ chức là BNG Beer, chắc là truyền thông Việt Nam á. À đúng rồi, truyền thông Việt Nam. À đây, đây có cho mình lấy liền luôn nè. À. Chị nha. Có cái này mới mọi người, chụp hình lấy liền luôn. À. Chụp hình lấy liền mà siêu đẹp luôn nha. Đẹp chứ, nét quá trời luôn. Dạ. Thấy là nét quá trời. Đẹp quá. Chụp hình lấy liền mà siêu đẹp, siêu mượt mà mọi người. Đi kiếm gì vậy? Dạ, qua đây anh. Nè đây anh. Đi lòng vòng ta. À đông lắm. À, đứng phía trước anh. Ở bên kia hả? À, đứng phía trước anh. Đi vòng vòng. Dạ coi con rồi. Em đi bỏ chuyên nghiệp. Chị mới nói là đinh lên chuyên nghiệp, không muốn mình đi. Chuối nó uống kìa. Cây uống. Bánh mì à, bánh mì nó ra lắm lắm này kìa. Hello em. À, chuối. Chào mọi người. Chào mọi người. Chuối nè. Anh có vô tóc không anh? Hả? À, dạ. 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 Em đăng ký tên vô tóc không ạ? Chào mọi người. Chào mọi người kìa. Em tên gì? Tên là Quỳnh nè. Em là sinh viên năm nhất. Em tên là Quỳnh. Yeah. Chào Quỳnh. Mọi người. Học muốn tóc học bàn nếu mà có tóc học hồi trường mọi người có thể nhớ. Rồi nha. Ngày mai. Ngày mai anh vô anh đăng ký học nha. Cảm ơn mọi người. Ờ, dạ. Ủa, cái này sữa, bánh mì. Bánh mì. Bánh mì. Bánh tê.
có sữa nữa kìa. Này, bánh tê, kẹo, bánh kẹo, sữa chua và ua. Đã ha. À, quá trời đẹp, chụp cho lấy liền có hình luôn. Mà đứa nào chụp không có tâm gì hết trơn vậy đó. Cái khung hình nó tới đó. Ví dụ nó đặt xa quá nữa, nó đâu có gì đâu. Mày nó đặt sắp thì đặt đây. Không phải, chủ yếu nè, chủ yếu của nó là cái này. Chủ yếu của nó là mấy cái này. Đó, đúng rồi. Quan trọng của nó là cái vậy đó. Đó, đó, đó. Cho nên cắt giờ hết. Dạ. Có năm có năm với 10 km rồi cũng có chơi đồ ngâm rồi chứ mình đầy đủ á. Hả? Đó, tôi cùng ngâm rồi đàng hoàng đó. Đúng rồi, cũng ấy. Đó, tiền mà. Cùng ngâm đầy đủ nè. À. Wow. Chạy chỉ có 5-10 km thôi nha mà cũng có 2 thùng ngâm rồi đàng hoàng nha mọi người. Wow, ghê thiệt. Hoành tráng thật. Của nhạc sĩ Nguyễn Đức Trung á. Cái bố mẹ con hay lắm đó là con của mình cứ biết đó. Làm mấy ghim thì chích lũng áo luôn á. To quá. To quá. Bởi vậy cái quần này đúng đúng nè. Ngoài đó 5 cây luôn nha anh. 5 hả? Nước kêu là mỗi người là làm 5 thôi cho nên là chưa nha. Một lần nữa tôi đưa cho phép chúng tôi xin được mời tất cả các bettors, chúng ta sẽ cùng nhau tập trung về phía trước của cửa nhập khẩu. Đây không được mà được công nghệ chứ các bạn làm rất to rồi. Khó được vào từ chạy chưa chuyên Pion. Vâng, hôm nay học bằng 22 đây. Dạ, dạ, dạ. Năm. Hello Tony, Tony, Tony ơi. Qua mắt ở dưới thì mình qua mắt luôn cái này không? Ai xung phong nào? À đây có một cái hội nhà lá mặc đồng phục rất là đẹp nè. Nhà con gái này nhưng mà không. Ok, ai muốn tham gia mình lên cửa. Mình sẽ qua mắt phía sau lưng Kenzie ha. Còn ai nữa mà? Rồi mình lưu ý những bạn ở trên này, lưu ý mình sẽ challenge hơn. Tức là mình là những người gọi là thành viên ưu tú. Ở dưới mọi người sẽ đi bên phải trước nhưng mà trên này mình phải đi bên trái, đúng rồi, tại vì mình là cái bóng của mọi người ha. Rồi, bây giờ mình chuẩn bị vào nhạc và quan hấp cùng nhau. Are you ready? Yeah. Quá trời người mà vẫn chưa đủ to. Are you ready? Yeah. Yes. Hey, go. Chơi music anh ơi. Rồi, cao chân lên nào, đầu gối cao lên nào, đúng rồi. Chuẩn bị nè, đi. Rồi, đặt chân ra phía sau nè. Rồi bây giờ mình sẽ lên tay ha, mình khởi động cho phần cấp vai của mình. Yes. Nghe nhạc ha. Ok, hai tay luôn. Mở rộng tay lên nào. Chuẩn bị đưa tay ra phía trước. 1, 2, 3. Chuẩn bị nè, đi. Rồi đặt chân ra phía sau nè.
ghê chưa? Anh yếu nè. Rồi, góp cả màu đẹp chưa?